cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 28 tháng 3 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Brazil lại tăng kỷ lục số người chết trong ngày, nhà nước ráo riết tìm vaccine và oxy. Trong khi đó, Brazil cũng đang khẩn trương thử nghiệm vaccine và sắp cho ra đời Butanvac. Tình hình dịch Covid tại Pháp đang rất bi quan. EU kiên quyết không xuất khẩu vaccine cho đến khi đạt miễn dịch cộng đồng. Tại Việt Nam, 83 người đi chung chuyến bay từ Phú Quốc với bệnh nhân Covid-19 âm tính lần 1. Tìm được 7 người trong nhóm nhập cảnh trái phép với bệnh nhân 2580. Hết cách ly nhưng nhiều người không chịu nộp phí xét nghiệm Covid-19. Đà Nẵng chữa trị khỏi cho bệnh nhân nặng nhất nước. Tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 3, số người mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 126,8 triệu ca. Đến nay đã có hơn 2 triệu 781 ngàn người tử vong vì đại dịch. Số ca bình phục trên thế giới là hơn 102 triệu ca. Theo đó, Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi tổng số ca nhiễm Covid-19 đã vượt mốc 30,8 triệu ca và hơn 561.000 ca tử vong. Brazil là quốc gia thứ hai khi số ca nhiễm ở quốc gia này tăng vọt, đến nay đã hơn 12,4 triệu ca nhiễm và có hơn 307.000 ca đã tử vong. Ấn Độ là quốc gia thứ ba khi số ca nhiễm hơn 11,9 triệu ca, trong đó hơn 161.000 ca tử vong. Xếp thứ tư là Nga với tổng số ca nhiễm đã vượt mốc 4,5 triệu ca, trong đó hơn 97.000 ca đã tử vong. Sao Paulo, bang đông dân nhất của Brazil, đang trải qua những ngày có số người tử vong do COVID-19 tăng kỷ lục, với số liệu thống kê gần nhất vào ngày 25 tháng 3 là 1.193 người chết. Các hạn chế xã hội sẽ tiếp tục được mở rộng cho đến hết ngày 11 tháng 4. Brazil đã trở thành tâm chấn mới nhất của đại dịch coronavirus, với các bệnh viện quá tải và tình trạng thiếu oxy và thuốc ở nhiều thành phố. Bộ trưởng Bộ Y tế Mosler Keroga cho biết, chính phủ đang làm việc để tìm đủ vaccine cho người dân và các xe tải chứa oxy đang được điều từ Canada về để trợ giúp. Brazil với dân số 211 triệu người đã ghi nhận khoảng 12,3 triệu trường hợp nhiễm COVID-19 và 303.462 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu. Và trong cuộc đua tiêm chủng vaccine tại Brazil, Viện Isinbu Thanh Thanh của nước này đã xin phê duyệt để bắt đầu thử nghiệm trên người một loại vaccine COVID-19 tiềm năng. Thống đốc Sao Paulo, Soka Doria cho biết mục tiêu là bắt đầu tiêm vaccine cho người dân vào tháng 7. Butanvac là loại vaccine quốc gia đầu tiên hoàn toàn được phát triển và sản xuất trong nước bởi Viện Butanthan, là niềm tự hào của Brazil với 120 năm tuổi. Butanthan là nhà sản xuất vaccine lớn nhất ở Nam Bán Cầu, Brazil và Mỹ Latin cũng như thế giới. Phu Thanh Thanh đặt mục tiêu sản xuất 40 triệu liều vaccine mới trong năm nay có tên là Butanvac nhằm hỗ trợ cho chương trình tiêm chủng quốc gia để chống lại sự bùng phát coronavirus đang hoành hành ở Brazil. Thống đốc Doria cho biết việc sản xuất Butanvac sẽ không ảnh hưởng đến việc công ty này hợp tác với Sinovac của Trung Quốc để phát triển các loại vaccine khác trong nước. Loại vaccine này sẽ được sản xuất hoàn toàn không phụ thuộc vào bất kỳ thành phần nhập khẩu nào mà sử dụng những công nghệ đã tồn tại. Công nghệ này cũng được sử dụng để sản xuất vaccine cúm. Vắc -xin mới nhất của Butanvac được thiết kế để bảo vệ chống lại biến thể B1 xuất hiện ở khu vực Amazon vào năm ngoái và đang thúc đẩy làn sóng ca bệnh thứ hai tràn ngập các bệnh viện của nước này. Butanvac là một minh chứng cho những ai từ chối và phủ nhận khoa học, coi thường y học, cho những kẻ đã tự đặt mình xa cuộc sống. Hãy tìm Butanvac để cứu lấy sự sống. Butantan có kế hoạch thử nghiệm vaccine này trên 1.800 tình nguyện viên. Việt Nam và Thái Lan cũng tham gia vào tập đoàn Butantan để hợp tác phát triển vaccine. Butantan đã chuyển giao 27,8 triệu liều vaccine CoronaVac hợp tác với Sinovac của Trung Quốc cho chính phủ Brazil. Argentina đã quyết định đình chỉ các chuyến bay từ Brazil Chile và Mexico bắt đầu từ thứ bảy để ngăn chặn các chủng coronavirus khác nhau xâm nhập vào nước này chính phủ cho biết trong một tuyên bố rằng các biện pháp bao gồm các cuộc kiểm tra và cách ly bắt buộc đối với những công dân trở về từ các khu vực khác sẽ có hiệu lực vào thứ bảy đã đến lúc chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta phải cẩn thận khi di chuyển, duy trì các tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn. Tôi đồng ý với việc đóng cửa biên giới, tôi đồng ý với việc dừng lại các chuyến bay và khi người dân nhận thức được rằng tất cả chúng ta đều đang đóng góp sức mình và tuân thủ các biện pháp y tế. Nhà chức trách sẽ nối lại các chuyến bay khi mọi thứ sẽ dần trở lại bình thường. Sự thật là tình hình dịch tại các quốc gia láng giềng đang làm rất tồi tệ và tốt nhất là nên đóng cửa. Ngoài ra vắc xin phải có đủ cho người dân trong nước và khách du lịch. Argentina đã ghi nhận 2.278.115 trường hợp nhiễm Covid-19 và 55.092 trường hợp tử vong. Chính phủ lo ngại về tình hình hỗn loạn ở quốc gia láng giềng Brazil, nơi có hơn 12 triệu trường hợp mắc bệnh và hơn 300.000 người chết. Pháp đang trải qua làn sóng dịch thứ ba với tỷ lệ nhiễm bệnh tăng cao từ biến thể mới và bệnh nhân ngày càng trẻ hóa. Khu vực Cambrai ở miền bắc nước Pháp là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Bác sĩ Arian BC cho biết tình hình đang rất tồi tệ. Tại khoa chăm sóc đặc biệt, các giường bệnh kính chỗ và xe cấp cứu chở bệnh nhân nặng đến hàng ngày. Tổng thống Emmanuel Macron đã thắt chặt các hạn chế ở phần lớn miền bắc nước Pháp, bao gồm Paris. Nếu cần, chính phủ ông Macron sẽ tính đến trường hợp phải đóng cửa cả trường học. Tuy nhiên, tình hình đang rất bi quan đến mức bác sĩ gây mê Caroline T. nói rằng các biện pháp giãn cách bây giờ cũng đã quá muộn mọi người đang lây nhiễm cho nhau và bệnh viện đã quá tải mọi thứ đang diễn ra thật sự là không may cho nước pháp Lễ Over, hay còn gọi là lễ vượt qua của người Do Thái, bắt đầu vào ngày 27 tháng 3, và nhiều người Israel đã có thể ăn mừng trực tiếp với gia đình sau khi quốc gia này thông báo rằng một nửa dân số đã nhận được hai liều vaccine COVID-19 và mọi người có thể tạm yên tâm. Ngày này năm ngoái, người Israel phải kỷ niệm lễ vượt qua thông qua màn hình nếu muốn trò chuyện với người thân vì bị phong tỏa. Năm nay là một khác biệt lớn. Vào lễ vượt qua năm ngoái, Israel đã bị đóng cửa và các gia đình bị giam giữ trong nhà riêng của họ. Ở Jerusalem, những người theo chính thống giáo tụ tập thực hiện các nghi thức, đọc kinh Torah và cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta sẽ thoát khỏi đại dịch. Hy vọng mọi người sẽ khỏe mạnh. Việc triển khai vaccine của Israel là nhanh nhất thế giới đã giúp quốc gia này kiềm chế được đại dịch trong bối cảnh vẫn còn những bế tắc chính trị sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại lần thứ tư trong 2 năm. Ủy viên thị trường nội bộ của Liên minh châu Âu Thierry Beaton mới đây cho biết AstraZeneca sẽ phải thực hiện xong việc cung cấp đầy đủ vaccine cho khối EU như cam kết. Vào hôm thứ Tư ngày 24 tháng 3, EU đã thắt chặt giám sát việc xuất khẩu vaccine coronavirus, chặn các chuyến hàng đến các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao hơn như Anh. Ông Beaton nói, chúng tôi hiện có 52 nhà máy ở châu Âu, họ đang làm việc cực kỳ chăm chỉ. Điều này sẽ khiến EU trở thành châu lục đầu tiên có thể tự cung tự cấp vaccine vào cuối năm nay với sản lượng từ 2 đến 3 tỷ liều. Ông Britain cũng cho biết châu Âu đặt mục tiêu tiêm chủng cho đủ số người vào khoảng giữa tháng 7 để đạt được mức miễn dịch cộng đồng. Khi các nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện bận rộn này ở Brazil, nghệ sĩ DeAndre đã tình nguyện dành thời gian của mình để chơi violon trong các hành lang tại bệnh viện Simil của Rio de Janeiro. Mặc dù rất khó để chơi trong bệnh viện trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tồi tệ ở Brazil, nhưng De Andres tin rằng cây vị cầm khiêm tốn của mình có khả năng mang lại niềm vui nho nhỏ cho các nhân viên y tế và bệnh nhân. Cũng liên quan đến EU, mới đây cơ quan dược phẩm châu Âu EMA cho biết vaccine COVID-19 của liên danh Pfizer-BioNTech có thể được lưu trữ ở nhiệt độ tủ đông bình thường trong thời gian ngắn, thay vì trữ trong kho siêu lạnh. EMA nêu rõ trong một tuyên bố, việc điều chỉnh các quy định về nhiệt độ bảo quản vaccine sẽ giúp tăng tốc độ triển khai các chương trình tiêm chủng đang bị đình trệ ở châu Âu do các vấn đề về nguồn cung và công tác hậu cần. Với lý do này, EMS đã cho phép vận chuyển và lưu trữ các lọ vaccine Pfizer-BioNTech ở nhiệt độ tủ đông bảo quản dược phẩm tiêu chuẩn từ âm 25 đến âm 15 độ C trong 2 tuần. Tuyên bố nhấn mạnh đây là một giải pháp thay thế cho việc lưu trữ dài ngày vaccine Pfizer-BioNTech ở nhiệt độ từ âm 90 đến âm 60 độ C trong tủ đông chuyên dụng. Trước đó, ngày 25 tháng 2, Mỹ cũng đã đưa ra quyết định tương tự về quy định bảo quản vaccine Pfizer-BioNTech. Hiệu quả của vaccine Pfizer-BioNTech trong ngăn ngừa COVID-19 đã phần nào bị ảnh hưởng do những khó khăn trong việc lưu trữ và vận chuyển do vaccine này đòi hỏi phải bảo quản với nhiệt độ siêu lạnh. Trong khi đó, tại Thái Lan, để thúc đẩy ngành du lịch, giới chức nước này đã cho phép những người nước ngoài tiêm vaccine ngừa COVID-19 du lịch đến Phuket, hòn đảo nghỉ dưỡng lớn nhất nước này mà không cần thực hiện cách ly. Cụ thể, nhóm đặc trách về phòng chống dịch của Thái Lan đã bật đèn xanh cho phép đảo Phuket từ tháng 7 tới trực tiếp đón các du khách đã tiêm vaccine mà không cần thực hiện cách ly. Quyết định này được đưa ra sau khi 70% cư dân của hòn đảo du lịch nổi tiếng này đã được tiêm phòng. Ngoài ra, cơ quan du lịch Thái Lan cho biết thêm rằng, từ tháng 4 sắp tới, thời gian cách ly tại các khách sạn sẽ giảm một nửa xuống còn 7 ngày đối với những người đã được tiêm đầy đủ vaccine đến các khu vực Phuket, Pattaya Koh Samui, Chiang Mai, Phan Nga và Krabi. Đến quý tư năm 2021, sẽ có 5 địa điểm nghỉ dưỡng thực hiện viện cách ly cho du khách. Tính đến nay, Thái Lan là một trong những quốc gia có thành tích chống dịch khá đáng nể. Tuy nhiên, cũng chính vì các biện pháp chặt chẽ này đã khiến cho du lịch, một trong những lĩnh vực kinh tế chủ chốt của nước này bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong bối cảnh số du khách đến Thái Lan giảm mạnh, đất nước vốn phụ thuộc vào du lịch này đang nỗ lực để đảm bảo đủ lượng vaccine cho toàn bộ người dân và để mở cửa trở lại đón khách nước ngoài. Thái Lan đang thí điểm áp dụng hộ chiếu vaccine để vượt dạy ngành du lịch. Theo một quan chức cấp cao trong ngành y tế, ông Kathibun Waraphit cho biết, Thái Lan có thể mở lại biên giới một cách an toàn, cũng như thúc đẩy kinh tế và du lịch nếu 50-60% dân số nước này được tiêm vaccine COVID-19. Dự kiến Thái Lan sẽ bắt đầu triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn vào tháng 6 tới đây, nhằm đạt được mục tiêu chủng ngừa cho 50% dân và số vào cuối năm nay Giá vé máy bay ở Trung Quốc gần như đã quay về mức trước khi có khủng hoảng dịch bệnh. Điều tương tự cũng đang diễn ra ở Mỹ, thắp lên hy vọng cho ngành hàng không thế giới. Trong khi châu Âu và nhiều thị trường hàng không lớn vẫn tiếp tục đóng cửa, ngành công nghiệp này ngày càng muốn chuyển trọng tâm sang Trung Quốc. Những gì xảy ra ở quốc gia tỷ dân cũng báo hiệu xu hướng trong tương lai của thị trường toàn cầu. Trong những năm qua, thị trường hàng không nội địa xứ Trung đã từng bước vượt qua Mỹ, vốn thống trị thế giới. Hiện giờ, khi vaccine được triển khai, dịch bệnh được kiểm soát và hoạt động di chuyển đã phục hồi, giá vé máy bay bình quân ở Trung Quốc đã đạt mức 96% so với ngưỡng năm 2019. Giá vé dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong tháng 5 do có kỳ nghỉ nhân ngày quốc tế lao động, thậm chí giá vé có thể tăng hơn 11% vào tháng 5 so với trước thời Covid-19. Những dự đoán này do công ty lữ hành trip đưa ra sau khi phân tích số liệu. Ở chiều ngược lại, ngành hàng không châu Âu sẽ đón nhận thêm một mùa hè thất thu nữa. Các nước ở lục địa già vẫn áp dụng phong tỏa và hạn chế di chuyển qua biên giới. Các chuyên gia dự đoán, một khi các quy định chống dịch được nới lỏng, thị trường hàng không châu Âu sẽ chứng kiến sự cạnh tranh tàn khốc giữa Ryan và các hãng máy bay giá rẻ khác. Tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 3, Bộ Y tế cho biết trong ngày không phát hiện ca mắc COVID-19 mới. Có thêm 43 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân 1.536 nặng nhất được công bố khỏi bệnh và chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh điều trị nền. Tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 3, Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Số ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay là 983 ca. Trong số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 45.163 người. Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế, trong ngày có 43 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi là 2.308 ca. Hiện số ca âm tính lần 1 là 30 ca, số ca âm tính lần 2 là 38 ca, số ca âm tính lần 3 là 57 ca. Như vậy, tính đến 18 giờ ngày 27 tháng 3, Việt Nam ghi nhận 2.586 ca mắc COVID-19, số ca chữa khỏi là 2.308 và số ca tử vong là 35. Liên quan đến bệnh nhân dương tính ở hai phòng bay từ Phú Quốc đến sân bay Nội Bài, Bộ Y tế cho biết Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội CDC đã báo cáo kết quả xét nghiệm của 83 trường hợp đi chung chuyến bay này là âm tính. Trước đó ngày 26 tháng 3, CDC Hà Nội yêu cầu những hành khách đi trên chuyến bay VC458 từ Phú Quốc về Nội Bài ngày 22 tháng 3 hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 15 giờ phải tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, đồng thời liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại thông báo đến số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch

Đến ngày hôm qua, ngành y tế đã tìm được 7 người nhập cảnh trái phép cùng bệnh nhân 2580. Theo đó, 7 người này ở thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Hà Nội cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh tìm thấy 4 người gồm bệnh nhân 2580, một người ở nhà trọ tại quận Gò Vấp và hai người ở một khách sạn tại quận 1. Tại Hải Phòng có hai người là bệnh nhân 2.582 và bệnh nhân 2586 và Hà Nội có một người. Tất cả các mẫu xét nghiệm này đều âm tính với sars cov 2. Trước đó, bệnh nhân 2 2580 đi trong nhóm 10 người nhập cảnh trái phép trên tàu cá đến Phú Quốc rồi rồi tới thành phố Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển tới khách sạn tại huyện Bình Chánh. Ngày 24 tháng 3, do lo sợ nhiễm Covid-19, bệnh nhân đến bệnh viện FV tự khai chuẩn bị đi xuất cảnh để được lấy mẫu xét nghiệm dịch vụ nCoV. Ngày 25 tháng 3, kết quả bệnh nhân dương tính với sars cov 2 để kịp thời ứng phó với tình hình dịch trên địa bàn, Sở Y tế thành phố Hải Phòng vừa phát đi công văn hỏa tốc số 1.256 về triển khai các hoạt động phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng cho phép bệnh viện quốc tế Vinmec Hải Phòng được thực hiện các hoạt động khám chữa bệnh nhưng phải đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại quyết định số 3088 của Bộ Y tế. Tiến hành phun khử khuẩn môi trường bệnh viện, đảm bảo các quy định kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống dịch. Trung tâm y tế các quận huyện tiến hành phun khử khuẩn các địa điểm ca dương tính đi qua lưu trú, rà soát các trường hợp F1, F2. Liên quan đến ca mắc COVID-19 người Trung Quốc ở Bình Dương là bệnh nhân 2.585, ngày hôm qua, Sở Y tế Bình Dương cho biết các trường hợp F1 của bệnh nhân này đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Theo đó, có 8 trường hợp F1 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 23 trường hợp F2 đang được cách ly tại nhà. Chuyển sang thông tin về cách ly y tế tập trung, tại một số cơ sở cách ly hiện nay đã xuất hiện tình trạng nhiều người hết thời gian cách ly nhưng không nộp phí cách ly và xét nghiệm. Thông tin này được Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh báo cáo tại cuộc họp sáng ngày 27 tháng 3 với Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, những ngày gần đây, người Việt Nam nhập cảnh qua các cửa khẩu đường bộ có số lượng tăng lên liên tục nên các lực lượng phải tăng cường giám sát kiểm tra. Lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phải thường trực 24 trên 24 giờ, cán bộ khu cách ly phải tập trung hết mức. Tuy vậy, nhiều đối tượng sau khi hết thời gian cách ly đã không chấp hành việc nộp phí cách ly và xét nghiệm, không hợp tác, thậm chí còn kích động chống đối, gây khó khăn cho cơ sở cách ly. Bên cạnh đó, người nhập cảnh trái phép sẽ phát sinh chi phí cách ly tạm giữ trục xuất rất tốn kém. Chuyển sang một thông tin vui, sáng ngày hôm qua ngày 27 tháng 3, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã công bố khỏi COVID-19 cho bệnh nhân 1536 là bệnh nhân được đánh giá có tình trạng bệnh nặng nhất. Theo đó, bệnh nhân DNT sinh năm 1942, ngụ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh đã có 9 lần liên tiếp xét nghiệm sars cov 2 cho kết quả âm tính, số ngày đã âm tính là 45 ngày liên tiếp. Hiện bệnh nhân có những dấu hiệu tiến triển tốt, đang cai máy thở và còn thở máy ngắt quãng. Tình trạng nhiễm khuẩn suy tim, suy gan, suy thận đã cải thiện nhiều tình trạng huyết khối tĩnh mạch giảm dần, còn yếu cơ, chức năng vận động phục hồi chậm. Cũng trong ngày hôm qua, bệnh nhân này đã được vận chuyển từ bệnh viện phổi Đà Nẵng về bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh theo nguyện vọng của gia đình để tiếp tục điều trị các bệnh lý nền. Đi cùng bệnh nhân có hai xe cứu thương cùng ekip 6 nhân viên y tế hỗ trợ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đăng ký kênh và theo dõi.